Mưa lũ tại Trung Quốc trong thời gian gần đây đã trở thành một vấn đề ngày càng nghiêm trọng và phức tạp. Ảnh hưởng của những cơn bão cùng những cơn mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực, đặc biệt là các tỉnh miền Nam như Quảng Đông và Hồ Nam, thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề từ hiện tượng này. Tình trạng mưa kéo dài và mực nước sông dâng cao không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Với hàng triệu người phải sơ tán và hàng chục ngàn ngôi nhà bị hư hỏng hoặc phá hủy. Trước ảnh hưởng phức tạp của mưa lũ, chính quyền Trung Quốc đã phải triển khai các biện pháp khẩn cấp để ứng phó. Tuy nhiên, những thách thức vẫn còn rất lớn. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trung Quốc duy trì cảnh giác đề phòng nguy cơ lũ lụt. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết mực nước vẫn cao vượt mức cảnh báo tại sông Liêu Hà cũng như ở một đoạn sông Tùng Hoa, cả hai sông đều ở phía đông bắc Trung Quốc. Ngày 4 tháng 8, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc MEM đã kêu gọi giới chức trách nước này duy trì cảnh giác đề phòng nguy cơ lũ lụt trong bối cảnh dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống một số khu vực trong những ngày tới. Theo bộ trên, dù lượng mưa tổng thể trên cả nước sẽ giảm trong 3 ngày tới, nhưng dự báo vẫn có thể đo được lượng mưa đáng kể ở khu vực phía đông bắc, lưu vực sông Hoàng Hà, sông Hoài Hà và tỉnh Vân Nam ở phía tây nam của nước này. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết tình hình kiểm soát lũ lụt vẫn nhiều thách thức. Mực nước vẫn cao, vượt mức cảnh báo tại sông Liêu Hà cũng như ở một đoạn sông Tùng Hoa, cả hai sông đều ở phía đông bắc Trung Quốc. Bộ này yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục khó khăn, tiếp tục kiểm tra, bảo vệ các đoạn kè nguy hiểm, kêu gọi duy trì cảnh giác trước các thảm họa thứ cấp do mưa lớn và lũ lụt gây ra, đồng thời yêu cầu siết chặt quản lý các danh lam thắng cảnh ven sông, cũng như các tuyến đường chính gần sườn núi và vách đá. Ngoài ra, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc kêu gọi các nhân sự liên quan rút kinh nghiệm từ các sự cố tại địa phương như sập cầu đường dẫn đến thương vong. Bộ cũng kêu gọi tăng cường công tác thoát nước và phòng chống dịch bệnh, cũng như đẩy nhanh tiến độ xây dựng sau thảm họa. Cùng ngày, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã tổ chức các cuộc thảo luận chung trực tuyến với cơ quan cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt nhà nước, cũng như các cơ quan khí tượng, thủy lợi và tài nguyên thiên nhiên để chỉ đạo việc kiểm soát lũ lụt ở các khu vực trọng điểm như Nội Mông, Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Hồ Nam và Tứ Xuyên. Trước đó, 4 người đã thiệt mạng và 23 người mất tích tính đến 23 giờ đêm 3 tháng 8 sau khi một trận lũ quét và lở đất tấn công thành phố Khang Định ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên vào sáng sớm cùng ngày. Trung Quốc, lũ quét và lở đất làm hơn 20 người thiệt mạng và mất tích. Thiên tai xảy ra vào rạng sáng làm sập một cây cầu và phá hủy nhiều nhà tại một ngôi làng ở thành phố Khang Định thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Geiser ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Ngày 4 tháng 8, nhà chức trách Trung Quốc cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 23 người mất tích sau khi lũ quét và lở đất xảy ra ở thành phố Khang Định thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Geiser, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này. Thiên tai xảy ra vào rạng sáng làm sập một cây cầu và phá hủy nhiều nhà tại một ngôi làng. Theo thông báo của cơ quan cứu nạn địa phương, 16 người đã được nhập viện để điều trị y tế, sau đó 4 người đã xuất viện. Vụ sập cầu nối giữa các đường hầm đã khiến 4 phương tiện rơi xuống, trong đó một người đã được cứu và nhập viện. Nhà chức trách địa phương đã khẩn trương tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ sau sự việc. Gần 1.450 nhân viên đã được triển khai cho đến nay. Hơn 930 cư dân bị ảnh hưởng đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ngôi làng trên nằm trong một thung lũng ở độ cao 1.300m so với mực nước biển, trong khi những ngọn núi gần đó cao hơn 5.000m so với mực nước biển. Trung Quốc khẩn cấp phân bổ 70 triệu USD cho công tác phục hồi sau bão. Bão Gemi quét qua Trung Quốc, những cơn gió dữ dội và cơn mưa không ngừng đã để lại dấu ấn nặng nề trên đất nước rộng lớn này. Chính phủ Trung Quốc nhận thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng của cơn bão, đã quyết định triển khai một quỹ cứu trợ khổng lồ trị giá khoảng 70 triệu USD để giúp các tỉnh bị ảnh hưởng hồi phục. Theo thông báo từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, khoản đầu tư này
được dành riêng cho việc khôi phục nhanh chóng và hiệu quả các khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, bao gồm Hồ Nam, Hà Nam, Tứ Xuyên và Thiểm Tây. Các nỗ lực khẩn cấp sẽ tập trung vào việc tái thiết cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ lụt, cũng như sửa chữa trường học, bệnh viện và các dịch vụ công cộng khác. Tỉnh Phúc Kiến, nơi bão Gemi gây thiệt hại kinh tế lên tới hơn 1,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 220 triệu USD, là một trong những vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Những ngày sau bão, lũ lụt và lở đất tiếp tục hoành hành ở các tỉnh phía Nam và Đông Bắc Trung Quốc. Lực lượng cứu hộ đã dốc sức sử dụng xuồng cao su và trực thăng để cứu giúp người dân, đưa họ ra khỏi các khu vực bị ngập lụt nhằm giảm thiểu thiệt hại và hỗ trợ nạn nhân trong thời điểm khẩn cấp này. Tàn dư bão Gemi khiến mưa lớn liên tục gây lũ quét ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Bão Gemi đã gây ra đợt mưa lớn liên tục dẫn đến tình trạng lũ quét nghiêm trọng tại vùng Đông Bắc Trung Quốc gần biên giới Triều Tiên. Theo thông tin từ truyền thông nhà nước vào ngày 28 tháng 7, lũ quét đã làm gián đoạn nghiêm trọng giao thông đường sắt và gây ra lở đất ở nhiều khu vực khác của Trung Quốc. Trong nỗ lực cứu hộ lũ lụt, hai quan chức, bao gồm phó thị trưởng thành phố Lâm Giang thuộc tỉnh Cát Lâm đã bị mất tích và hơn 27.000 người ở vùng Đông Bắc đã phải sơ tán khẩn cấp. Hàng trăm nhà máy buộc phải ngừng hoạt động do tình trạng ngập lụt và thiệt hại từ cơn bão. Dù lốc xoáy từ bão Gemi đã suy yếu vào ngày 28 tháng 7, nhiều khu vực của Trung Quốc vẫn duy trì mức cảnh báo cao về nguy cơ lũ lụt do những trận mưa trước đó. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo rằng những đám mây còn sót lại từ cơn bão Gemi có thể tiếp tục gây mưa, làm trầm trọng thêm tình hình lũ lụt tại các thành phố vốn đã bị ngập úng. Gemi, cơn bão mạnh nhất trong năm nay, đã đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến vào ngày 26 tháng 7, mang theo những trận mưa lớn và gió mạnh khi nó di chuyển từ bờ biển Đông Nam vào vùng nội địa đông dân cư. Tỉnh Cát Lâm, giáp với Triều Tiên, đã nâng mức cảnh báo lũ quét vào sáng 28 tháng 7 và chính quyền thành phố Lâm Giang đã đóng cửa trường học, nhà máy và các doanh nghiệp để ứng phó với nguy cơ thảm họa lũ lụt lớn. Ở miền Nam Trung Quốc, một trận lở đất ở gần thành phố Hoành Dương thuộc tỉnh Hồ Nam vào sáng ngày 28 tháng 6 đã khiến 18 người bị mắc kẹt, trong đó 6 người đã tử vong và 6 người bị thương đã được giải cứu. Các dịch vụ đường sắt tại Quảng Đông và đảo Hải Nam bị đình chỉ, trong khi một số tuyến đường sắt chở khách đã hoạt động trở lại ở các tỉnh Phúc Kiến và Giang Tây khi bão di chuyển về miền Bắc. Cơn bão Gemi không chỉ gây thiệt hại nặng nề ở Trung Quốc mà còn ảnh hưởng đến Đài Loan, gây ra nhiều cái chết và làm tình hình mưa theo mùa ở Philippines trở nên nghiêm trọng hơn. Tại tỉnh Phúc Kiến, gần 630.000 người đã bị ảnh hưởng bởi bão, gần một nửa trong số đó phải di dời do thiệt hại từ mưa và lũ lụt. Hàng triệu người ở Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lịch sử. Tính đến tới ngày 4 tháng 7, đợt mưa kéo dài trong nhiều ngày đã gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng tại tỉnh Giang Tây miền Đông Trung Quốc, ảnh hưởng đến hơn 1,56 triệu người và gây thiệt hại kinh tế ước tính vượt quá 260 triệu USD. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, lũ lụt và lở đất đã tàn phá tỉnh Giang Tây, làm 43 hộ gia đình mất nhà và ngập úng gần 161.000 ha đất nông nghiệp. Thiệt hại kinh tế trực tiếp được ước tính vào khoảng 1,86 tỷ nhân dân tệ, tương đương 260 triệu USD. Ngày 3 tháng 7, các nhà chức trách Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp 4 đối với tình hình lũ lụt ở Giang Tây. Ủy ban quốc gia về giảm nhẹ thiên tai đã điều động một số nhóm hỗ trợ để hướng dẫn và giúp đỡ chính quyền địa phương trong công tác cứu trợ cứu nạn nhằm đảm bảo nhu cầu cơ bản cho các cư dân bị ảnh hưởng. Theo yêu cầu của chính quyền tỉnh Giang Tây, nhiều cơ quan nhà nước đã cung cấp thiết bị cứu hộ và cứu nạn trị giá khoảng 8,13 triệu nhân dân tệ. Do tác động kéo dài của mưa lớn, mực nước ở các đoạn trung và hạ lưu sông Dương Tử, Trường Giang, các hồ trong khu vực được dự báo sẽ tiếp tục nâng cao, có thể đạt đỉnh lũ để hỗ trợ công tác ứng phó lũ lụt. 5 đội công tác và 4 đội chuyên gia đã được cử đến các tỉnh Hắc Long Giang, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và Hồ Nam. Trung Quốc phát cảnh báo đỏ về mưa lớn, hỗ trợ khẩn cấp để đối phó với lũ lụt. Tính đến ngày 30 tháng 6, các tỉnh An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây và Quý Châu đang phải đối mặt với mưa lớn, với một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 280 mm trong vòng 24 giờ. Ngày 29 tháng 6, Trung Quốc đã phát cảnh báo đỏ, mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của nước này về tình trạng mưa lớn. Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết, cảnh báo đỏ đã được kích hoạt lần thứ hai trong vòng 5 ngày qua. Cảnh báo màu đỏ là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc. Đồng thời, cơ quan này cũng phát cảnh báo xanh, mức thấp nhất cho các hiện tượng thời tiết như sấm sét, gió mạnh và mưa đá dự kiến xảy ra ở nhiều khu vực, bao gồm Bắc Kinh, Hà Bắc, Nội Mông, Hồ Bắc, An Huy và Giang Tô. Sông Trường Giang đã ghi nhận trận lũ đầu tiên của năm 2024, với mực nước tại trạm thủy văn Cửu Giang dâng cao thêm 20 mét và đạt mức báo động vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 6.
Để đối phó với tình hình này, chính phủ Trung Quốc đã cấp hơn 2,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương 316,4 triệu USD cho công tác cứu hộ, cung cấp vật tư khẩn cấp và lập kế hoạch ứng phó. Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp đã phân bổ 496 triệu nhân dân tệ cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề, bao gồm Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Đông và khu tự trị Quảng Tây, ước tính hơn 700.000 người đã phải bị ảnh hưởng bởi mưa lớn ở tỉnh An Huy, với khoảng 177.000 người phải di dời khẩn cấp. Khoảnh khắc hơn 20 người bị vùi lấp trong trận lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc. Ngày 4 tháng 8, nhà chức trách Trung Quốc cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 23 người khác mất tích sau khi lũ quét và lở đất xảy ra ở thành phố Khang Định, thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Azer, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam nước này. Thiên tai xảy ra vào rạng sáng làm sập một cây cầu và phá hủy nhiều nhà tại một ngôi làng. Theo thông báo của cơ quan cứu nạn địa phương, 16 người đã được nhập viện để điều trị y tế, sau đó 4 người xuất viện. Vụ sập cầu nối giữa các đường hầm đã khiến 4 phương tiện rơi xuống, trong đó một người đã được cứu và nhập viện. Nhà chức trách địa phương đã khẩn trương tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ sau sự việc. Gần 1.450 nhân viên đã được triển khai cho đến nay. Hơn 930 cư dân bị ảnh hưởng đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ngôi làng trên nằm trong một thung lũng ở độ cao 1.300 mét so với mực nước biển, trong khi những ngọn núi gần đó cao 5.000 mét so với mực nước biển. Trước đó, vào sáng 3 tháng 8, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã khiến một cây cầu ở đường cao tốc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc sụp xuống, khiến ít nhất 5 người mất tích. Theo chính quyền địa phương, cây cầu nối liền hai đường hầm trên tuyến đường cao tốc giữa Cảm Đàm và Lô Định thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Gaz đã bị cuốn trôi do lũ quét và sạt lở đất bất ngờ. Có ít nhất 3 phương tiện chở theo 6 người đã bị rơi xuống. Hiện tại, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, trong đó có một người đã được cứu sống. Gaz, một khu vực miền núi thuộc chân dãy Himalaya, thường xuyên phải đối mặt với các thảm họa thiên nhiên. Vụ sập cầu này là một trong thảm họa liên tiếp xảy ra tại Trung Quốc trong mùa hè này, phần lớn do thời tiết cực đoan gây ra. Tháng trước, một cây cầu đường cao tốc ở tỉnh Thiểm Tây miền Bắc Trung Quốc cũng đã sập khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và 24 người mất tích. Trong tháng 5, một đường cao tốc khác ở miền Nam Trung Quốc cũng bị sụt lún do mưa lớn, cướp đi sinh mạng của 48 người. Các chuyên gia cảnh báo rằng tình trạng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Vỡ đê ở Trung Quốc khiến đất liền hóa biển, nhà cửa chìm nghiễm giữa dòng nước lũ. Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng vào đêm 28 tháng 7, đê sông Quyên Thủy tại tỉnh Hồ Nam bất ngờ bị vỡ khiến nhiều ngôi làng lân cận bị nước lũ nhấn chìm. Theo tờ China Daily, sự cố xảy ra vào lúc 20 giờ giờ địa phương tại đoạn đê thuộc huyện Tương Đàm. Vụ vỡ này đã khiến nhiều khu vực gần đó bị nước lũ bao vây. Đến 22 giờ 20 phút cùng ngày, đoạn đê bị vỡ có chiều dài 50 mét và tới 3 giờ 58 phút sáng hôm sau, ngày 29 tháng 7, chiều dài đoạn đê bị vỡ đã mở rộng lên 77 mét. Sau khi nhận được thông báo, các cơ quan chức năng tỉnh Hồ Nam đã triển khai lực lượng cứu hộ để di tản hàng nghìn người dân khỏi khu vực bị ngập lụt và đưa họ đến nơi an toàn. Theo thông tin từ trang thepaper.cn, trong ngày hôm nay, các cơ quan trung ương Trung Quốc đã gửi hơn 15.000 kiện hàng cứu trợ thiên tai, bao gồm chăn, nệm và nhu yếu phẩm, đến tỉnh Hồ Nam. Những vật phẩm này sẽ được phân phối cho hơn 4.000 người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đê. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố vỡ đê ở Trung Quốc. Trước đó vào đầu tháng 7, đê hồ Động Đình ở Trung Quốc cũng xảy ra tình trạng vỡ lớn, nước nhấn chìm nhiều nhà cửa. Trước sự cố thảm họa này, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc thông tin hàng nghìn nhân viên cứu hộ của nước này đã phải chạy đua với thời gian để gia cố đê ở hồ Động Đình sau khi xảy ra sự cố vỡ đê hôm 5 tháng 7. Tại thời điểm trên, tờ China Daily dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp MEM Trung Quốc cho biết, 350 chuyên gia của cơ quan này cùng 1.400 nhân viên tới từ Cục Cứu hỏa và Cứu hộ Quốc gia Trung Quốc đã được điều động tới hiện trường xảy ra vỡ đê để gia cố bờ kè cũng như sơ tán người dân sống trong khu vực thiên tai tới nơi an toàn. Ít nhất 5.750 người dân sinh sống tại huyện Hoa Dung, cạnh Hồ Đồng Đình thuộc tỉnh Hồ Nam Trung Quốc đã được lực lượng cứu hộ đưa tới nơi an toàn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thời điểm này, dù đang có chuyến công du nước ngoài, đã chỉ đạo các cấp ủy chính quyền tỉnh Hồ Nam nhanh chóng thực hiện công tác phòng chống lũ lụt cũng như cứu trợ thiên tai. Đồng thời, một số ban ngành có liên quan cần tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều để kịp thời phát hiện và xử lý tình huống.
Đến sáng ngày 7 tháng 7, theo nguồn tin từ trang tin thepaper.cn, đoạn đê bị vỡ ở Hồ Đồng Đình hiện có chiều rộng khoảng 65m. Trước mắt, công tác gia cố bờ kè vẫn được các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau sự cố vỡ đê nghiêm trọng trên, hơn 3.000 nhân viên cứu hộ đã được điều động để tham gia vào công tác lấp lỗ thủng trên đê Hồ Đồng Đình, cũng như cứu nạn dân ra khỏi vùng lũ. Tờ China Daily dẫn thông tin từ các cơ quan chức năng Trung Quốc cho hay, hơn 1.400 nhân viên của Cục Cứu hỏa và Cứu hộ Quốc gia, 500 bộ đội vũ trang, 500 dân binh, 650 nhân viên tới từ các tổ chức cứu hộ, 18 máy xúc và hàng chục xe tải đã được điều động tới nơi xảy ra vỡ đê ở Hồ Đồng Đình thuộc tỉnh Hồ Nam để tham gia công tác lấp lỗ thủng và sơ tán người dân gần đó tới nơi an toàn. Không chỉ vậy, các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng cho các vệ tinh không gian chụp ảnh khu vực vỡ đê Hồ Đồng Đình để cung cấp cho các lực lượng mặt đất và điều động một số trực thăng Mi-171 và H-125 đến hiện trường nhằm tiến hành nhiệm vụ trinh sát đường không. Theo ước tính từ các cơ quan chức năng Trung Quốc, họ sẽ dần dùng ít nhất 100.000 mét khối đất đá để có thể lấp kín lỗ thủng. Các chuyên gia có mặt tại hiện trường nhận định công tác lấp lỗ thủng sẽ mất vài ngày. Cảnh lũ lụt kinh hoàng do vỡ đê tại Trung Quốc, ga tàu hóa bể bơi. Các đợt mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc gần đây đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thành phố, trong đó có một số khu vực đã bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, mưa lớn kéo dài đã dẫn đến tình trạng lũ lụt ở nhiều thành phố thuộc miền Nam nước này. Cụ thể, trạm khí tượng thủy văn sông Ly Giang ở thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây cho biết mưa lớn trong thời gian qua đã khiến thành phố này phải đối mặt với lũ lụt lần đầu tiên sau 30 năm. Tại ga tàu cao tốc phía bắc thành phố, nước lũ đã tràn vào, làm gián đoạn một số chuyến tàu, buộc phải thay đổi lộ trình. Theo cơ quan quản lý ga tàu quốc tế Quế Lâm, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, các chuyến tàu đến ga Quế Lâm sẽ chỉ cho phép hành khách lên tàu mà không cho phép họ xuống ga này. Tại tỉnh Phúc Kiến, lũ lớn đã làm hư hại ít nhất 8 cây cầu ở thị trấn Khê Khẩu thuộc thành phố Long Nham và khiến 15 ngôi làng bị mất liên lạc với bên ngoài. Tại tỉnh Quảng Đông, tình trạng thiên tai đã buộc chính quyền thành phố Mai Châu phải di dời hàng chục nghìn người dân tới nơi an toàn, đồng thời các biện pháp cung cấp nhu yếu phẩm và phòng chống dịch bệnh đã được triển khai. Theo ông Trịnh Đỉnh, từ cơ quan quản lý khẩn cấp tỉnh Quảng Đông, thiên tai tại thành phố Mai Châu rất nghiêm trọng. Đơn vị đã di dời hơn 35.000 người tới nơi an toàn, trong đó có hơn 4.800 người được đưa đến các khu tái định cư tập trung. Ngoài việc cung cấp thực phẩm, nước sạch và nhu yếu phẩm khác, bên cạnh đó, cơ quan này cũng đã triển khai các đội y tế để phòng ngừa dịch bệnh. Trung Quốc chống chọi với mưa lớn, đê vỡ gây lũ lụt nghiêm trọng. Theo Reuters, ngày 30 tháng 7, mưa lớn và lũ lụt ở tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc do ảnh hưởng từ cơn bão Gemi đã khiến 4 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán. Nhiều ngày mưa lớn đã gây ra ngập lụt nhiều vùng đất trồng trọt. Đài truyền hình quốc gia CCTV đưa tin, Bộ Tài chính Trung Quốc đã dành 238 triệu nhân dân tệ, tương đương 33 triệu USD cho công tác phòng chống thiên tai và viện trợ nông nghiệp. Theo tờ Beijing News, các chuyên gia thời tiết nhận định trận mưa lớn trong điều kiện ẩm ướt là do sự kết hợp giữa gió mùa Tây Nam tác động từ bão Gemi. Tại huyện Tử Hưng, thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến gần 90.000 người, làm hư hại khoảng 1.400 ngôi nhà và phá hủy khoảng 1.300 con đường, đồng thời một số ngôi làng mất điện. Tân Hoa Xã cho biết, hai ngày mưa đã làm mực nước sông Son Chui dâng cao, làm vỡ 3 con đê và một trong số đó đã được sửa chữa hôm 29 tháng 7. Theo trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán địa phương, hơn 1.200 người, gồm cảnh sát vũ trang, dân quân và lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đã được huy động vào công tác cứu hộ và cứu trợ, với sự hỗ trợ của hơn 1.000 cán bộ địa phương và đảng viên. Các công nghệ như máy bay không người lái, thiết bị đo GPS, cảm biến tốc độ radar và tàu khảo sát thủy văn không người lái đã được sử dụng trong công tác cứu hộ. Mưa lớn cũng gây ra thiệt hại ở các khu vực khác của Trung Quốc. Từ 26 đến 28 tháng 7, thành phố Đan Đông ở hạ lưu sông Áp Lục đã bị mưa lớn tấn công khiến 12 hồ chứa và 5 con sông vượt quá mức cảnh báo. Nước sông Áp Lục tràn bờ vào đêm 29 tháng 7 và gây ngập đường phố chính ở Đan Đông và Liêu Ninh. Công viên sông Áp Lục, nơi thu hút lượng lớn khách du lịch, đã bị ngập gần 2 mét. Kể từ tháng 7, Đan Đông đã trải qua 7 đợt mưa lớn lịch sử, tích tụ tổng lượng mưa 486,5mm, cao hơn 90% so với mức trung bình lịch sử trong cùng kỳ nhiều năm.
đến 16 giờ ngày 29 tháng 7, Đàng Đồng đã di dời hơn 28.700 người, tổng cộng 45 cửa cống kiểm soát lũ đã được lắp đặt vào đêm 28 tháng 7. Tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, 19 quận và huyện đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt vào chiều 29 tháng 7, vì thành phố này dự kiến sẽ hứng chịu mưa lớn từ đêm 29 đến ngày 30 tháng 7. Tuần trước, chính phủ Trung Quốc đã họp để thảo luận về các biện pháp mạnh hơn nhằm giải quyết thiên tai. Theo tính toán của Reuters, Trung Quốc đã giải ngân quỹ cứu trợ thiên tai ít nhất là 6,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương 951 triệu USD. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.